Ta có ba điểm A, B và C được biểu diễn như trên trục số. Ngoài ra, chúng ta cũng có bốn bất đẳng thức ở đây. Dựa trên vị trí của ba điểm, hãy xác định bất đẳng thức nào là đúng. Bạn thử tạm dừng video và làm thử nhé. Bất đẳng thức đầu tiên, A nhỏ hơn B. Ta thấy điểm A nằm bên trái điểm B trên trục số, nên A nhỏ hơn B. Hơn nữa, ta thấy A là một số âm vì nó nằm bên trái số 0, còn B là một số dương. Hiển nhiên là số âm nhỏ hơn số dương. Vì vậy, bất đẳng thức này là đúng. Bất đẳng thức thứ hai, giá trị tuyệt đối của A lớn hơn giá trị tuyệt đối của B. A cách 0, ba đơn vị trên trục số, đây cũng là khoảng cách từ điểm A tới số 0. Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ số đó đến số 0 trên trục số, hay nói một cách khác, giá trị tuyệt đối của A là số dương và được đánh dấu bằng điểm C ở đây. Giá trị tuyệt đối của A bằng 3. Liệu giá trị tuyệt đối của A có lớn hơn giá trị tuyệt đối của B không? ta thấy điểm B cách điểm 0 8 đơn vị về phía bên phải, do đó, giá trị tuyệt đối của B bằng 8. Hãy nhớ lại những gì ta đã học về giá trị tuyệt đối. Nếu x là một số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó. Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của x là số đối của nó. Giá trị tuyệt đối của 0 là 0. Giá trị tuyệt đối của A ở bên trái của giá trị tuyệt đối của B trên trục số nên nó nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B. Vì vậy, bất đẳng thức này không đúng bất đẳng thức thứ ba giá trị tuyệt đối của a nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của c ở trên ta đã xác định rằng giá trị tuyệt đối của a bằng c c là số dương nên giá trị tuyệt đối của c bằng c vậy giá trị tuyệt đối của a bằng giá trị tuyệt đối của c bất đẳng thức này không đúng bất đẳng thức thứ tư a nhỏ hơn c điểm a nằm bên trái điểm c trên trục số nên a nhỏ hơn c vậy bất đẳng thức này là đúng